Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với Nokia Sài Thành com mình ngày hôm nay ha. Thì bên em bữa giờ thì mới vừa về khoảng tầm 50 năm mấy cây Nokia 6,5C. Anh em cũng hỏi rất là nhiều, bên em mới vừa về lại ha, chứ cũng không có nhiều đâu. Đó, đây là bên em có phiên bản màu đen, nguyên con đen với lại là nguyên con màu nâu. Đó, nói chung là một số anh chị rất là thích màu nâu, còn một số anh em cũng rất là thích màu đen luôn ha. Đây, cây màu đen. Nó được thiết kế là rất là nhỏ gọn nha anh chị. Cái dòng này là mình sử dụng á, là bỏ vào túi á, rất là gọn, không có bị cấn ha. Mình di chuyển ngoài đường hoặc là mình sử dụng ở trong nhà, văn phòng gì đó rất là ok luôn nha. Đây, mình cũng tiến hành kiểm tra các dòng máy này thì bên em là dòng máy lên vỏ, màn hình zin và men zin lên vỏ mới ha. Đây 6,5C nè. Thì mình cũng test các phím chức năng, cũng camera kiểm tra có ok không ha. Tại vì bữa giờ em cũng rất là bận nha anh chị. Tại bây giờ qua địa chỉ mới á, là bên đường Nguyễn Nghi nè, 185 Nguyễn Nghi. Anh chị nào mà có mà đi ngang á thì cứ ghé qua ủng hộ bên em ha. Đây, cứ vô phần cài đặt cấu hình nè, bình thường riêng. Để em xé cái màn hình này ra, xé miếng này ra, nhìn rất là đẹp nha anh chị. Đó, đây đổ chuông nè. Chuông nó cũng tương đối thôi chứ không có lớn lắm và cũng không có nhỏ lắm, tại vì máy này hồi xưa dành cho các doanh nhân văn phòng, nên vậy thì thích hợp cho một số anh chị sử dụng trong văn phòng ở nhà ha. Hay ra đường thì cũng không có lớn lắm, nói chung là mình bỏ túi thì vẫn nghe, nhưng mà chế độ lớn to khủng khiếp thì cũng không có lớn lắm nha anh chị. Đó, thì mình cũng kiểm tra cái phím nè, 1 2 3 4 5 6 nè. Đó, tất cả phím luôn, cũng kiểm tra Siri, dòng máy rồi Siri đó, 06 ok đầy đủ hết nha. Siri này cũng đẹp, nó là 7676 đuôi đó. Đây, bên em khoảng tầm ba mấy cây nữa hết hàng. Dòng màu đen này là đẹp hơn, em thấy màu đen thì em thấy đẹp, nó bóng hơn cái màu nâu này. Nói chung là anh chị nào thích màu nào thì cứ lấy màu đó thôi, tại màu nâu thì cũng còn có vài cây nữa là hết hàng ha. Đây, bữa giờ anh chị cũng hỏi rất là nhiều, tại vì bên em chưa có về hàng, vậy báo cho anh chị là hết hàng. Hôm nay thì mới vừa về, còn lại khoảng được tầm ba mấy cây, nên vậy em cũng làm một video để gửi đến anh chị ha. Tại vì bữa giờ em cũng rất là bận nên vậy chưa ra video kịp. Nên vậy anh chị nào mà hỏi á, thì em báo mà hết hàng ngày hôm nay, có hàng thì cứ liên hệ lại cho bên em ha, qua số hotline 0944440942 đôi, hoặc là cứ kết bạn Zalo với bên em để được tư vấn kỹ hơn và hỗ trợ tiến hành đặt hàng luôn ha. Vâng, rất là cảm ơn chị em đã quan tâm theo dõi ha. Thấy hay cứ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Nokia Sài Thành ha. Chúc anh chị có một ngày mới làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình nhé. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại trong clip lần sau nha.